hội thì bạn có thấy là mình cải thiện nhiều không ạ? Sau khi chăm sóc ở spa Vitalia mình cảm thấy là mình khỏe hơn, trang điểm thì mỹ hơn và tươi hơn. Tức là có cải thiện rất là nhiều đúng không? Tức là nhân viên bên mình có làm hài lòng bạn không ạ? Có nhân viên rất là nhiệt tình và tư vấn cho khách hàng luôn. Sau liệu trình này thì bạn có muốn tiếp tục gắn bó với Spa Victory không? Có, rất là cảm ơn bạn. Mong là Ram bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn tin tưởng với mình. Chúc bạn có một buổi tối vui vẻ. Buổi sau thì mình làm tiếp cùng với mình nhé. Cảm ơn bạn. Chào bạn ạ.